Cây chưa được đặt tên này được cho là đã 5.062 năm tuổi. Cây thứ hai thì là 4.845 tuổi từ cùng một loài. Nó được đặt tên là Methuselah và sống ở vùng White Mountains của California. Prometheus là cây cổ thụ thứ ba trên thế giới, nhưng nó đã bị phá hủy một cách tình cờ ở tuổi 4.844 vào năm 1964. Kể từ đó, để ngăn chặn bất kỳ nguy cơ thiệt hại nào, công chúng vẫn chưa biết vị trí chính xác của những cây này. Người ta ước tính rằng Methuselah nảy mầm vào khoảng năm 2832 trước công nguyên. Điều này làm cho nó cổ hơn thậm chí cả các kim tự tháp Ai Cập. Tuổi của nó được xác định bằng cách đếm các vòng trên mỗi mẫu gỗ lõi. Những cây thông lớn ở vùng Basin Bristlecone có thể phát triển đến chiều cao 50 feet và là cây sống lâu nhất mà không có thuộc địa vô tính. Cây thông Bristlecone sống ở nơi mà hầu hết các loại cây khác không thể sống được. Hầu hết các lùm cây Bristlecone có thể được tìm thấy đang phát triển mạnh mẽ ngay bên dưới hàng cây. Bắt đầu từ khoảng 5.600 feet, tất cả chặng đường lên đến 11.200 feet. Những cây này là tổ chức sống duy nhất trong khu vực. Kết quả là sự cạnh tranh về thức ăn và nước uống trở nên khan hiếm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của chúng cực kỳ chậm. Điều này là do các điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ đóng băng, đất khô và gió lớn. Việc này cho thấy rằng cây thông Bristlecone có thể chịu đựng sự khắc nghiệt dữ dội. Những cây này phát triển tốt hơn ở độ cao lớn hơn và có thể đứng sừng sững ngay cả trong nhiều năm sau khi chúng đã chết. Những cây này chỉ đổ khi rễ của chúng bị xói mòn. Nhưng ngay cả những cây cổ thụ nhất trong số những cây này cũng có khả năng tạo ra hạt giống. Vẻ ngoài cứng rắn của chúng giúp chúng có khả năng chống lại sự xâm nhập của côn trùng và các loài gây hại khác. Đây là loài cây có khả năng chịu đựng cao trong điều kiện khan hiếm nước. Một cây được tìm thấy với những lá khoảng 35 năm tuổi. Nó vẫn hoạt động và quang hợp, bất chấp thời kỳ hạn hán. Một cây thông lá cứng có tuổi thọ trung bình là 1.000 năm. Khi cây già đi, một lượng lớn vỏ cây có thể chết. Một chút mô nhỏ có thể còn sót lại, giúp cây không chết hoàn toàn. Khi một bộ phận của cây bị hư hại, bộ phận dẫn nước cũng chết theo. Điều này làm giảm số lượng mô sống cần cung cấp chất dinh dưỡng, giúp vô hiệu hóa các tác động của thiệt hại ở một mức độ lớn. Điều rút ra được từ loài cây này là nếu thích nghi và tồn tại được trong các điều kiện khó khăn, khốc liệt, thì sức sống càng mạnh mẽ và bền bỉ. Điều đó đúng cả với đời sống của con người.